Đây là phần động cơ xe của chiếc Hyundai Accent này chị ha. Xe thì mới chạy có 5.000 km thôi, keo sùng chỉ cũng là zin hết, rất là đẹp luôn anh chị. Và đây là chiếc Accent sản xuất 2023, số tự động bản thiếu anh chị ha. Xe này thì mới chạy có 5.000 km thôi, chất xe rất là đẹp luôn anh chị, sơn zin là gần như nguyên xe anh chị nha. Và mới chạy có 5.000 thôi, chủ sử dụng cũng rất là giữ gìn, nên chất lượng xe của chiếc của em này thì không có gì để xem xét đâu anh chị. Xe thì bên em đã kiểm tra rất là kỹ rồi, không có đâm đụng, không có ngập nước, động cơ hộp số zin, keo sùng chỉ cũng là zin hết anh chị nhé. Anh chị nào mà đang cần tìm một cái Accent để sử dụng gia đình nè, hoặc là chạy dịch vụ cũng được, có thể lấy chiếc xe này, mình tiết kiệm được khá là nhiều so với xe mới. Chất lượng thì không khác gì xe mới đâu, bốn vỏ theo xe thì còn về cộm luôn, và lớp dự phòng xe này thì cũng chưa có lăn luôn ạ. Nước sơn rất là liền lạc, đồng đều màu chị ha. Phụ kiện lắp thêm thì xe này có sẵn cho mình là phim cách nhiệt và lót sàn 5D thôi anh chị, còn mọi thứ còn lại là zin nguyên bản theo xe, rất mới luôn ạ. Tắp bi tắp lô đều còn rất là đẹp luôn nè. Và mình sẽ đi bảo dưỡng lần tiếp theo là vào lúc 10.000 km anh chị nha. Vô lăng đây anh chị cùng xem phần da của vô lăng nè, phần da còn rõ ràng, chưa có bị bóng mờ gì hết á, chạy mới có 5.000 thôi. Xe đẹp lắm, rẻ hơn nhiều so với xe mới chị ha. Anh chị quan tâm đến chiếc Accent bản số tự động tiêu chuẩn này thì liên hệ với Duy ạ. Xem xe trực tiếp ở Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, gần cổng chợ Bình Dương, cách ngã tư Bình Phước chỉ 1 km thôi.